Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Chiến Thắng lại tiếp tục muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn một cái loài dây loài dây có tên của người dân tộc Mường, chúng tôi gọi là cái dây ca cúp nha các bạn nhé. Úp tay là úp cái lên ạ. Cái này đấy là tiếng Mường nhá, tiếng Mường gọi là dây ca cúp nhá. Còn nói tiếng Thái là cao dướng nha các bạn nhé. Đây, cái đoàn của chúng tôi hôm nay là lên rừng để hành trình đi tìm các cây cỏ thuốc nam này. Bác trưởng đoàn đấy là bác Sáu. Dạ. Dạ vâng, đâu rồi. Thế là đây nha các bạn nhé. Đây, để nhìn nhận cách phân biệt thì tôi cũng phải giới thiệu cho các bạn chi tiết là nó như thế này. Đây. Đây là cái dây to của nó nhá. Đấy, hình thù của nó có nụt như kiểu dạng da cóc này các bạn nhé. Đấy. Đấy. Nó có nụn như kiểu da cóc. Nhưng mà không có gai nhá. Đấy. Có cả dây nai rừng nữa không bác? À, thế là hiện tại mình đi vào đúng chỗ rồi. Đây, để phân biệt là gì? Đây. Để chặt ra nó có cái lớp như này các bác nhá. Đây, các bạn nhìn rõ này, mà có màu hơi vàng. Đấy, có màu hơi vàng. À, cái này là để muốn chia sẻ với quý vị và các bạn là gì? Là cái người Mường và cái người Thái. Đấy, người Mường và người Thái hôm nay đi cả hai đoàn, cả Mường cả Thái. Thì là dùng nó vào cái vị thuốc, coi như vậy là thuốc bổ nha các bạn nhé. Đấy, dây ca cúp. Đấy, là dùng vào vị thuốc bổ nha các bạn nhé. Đấy, thứ nhất là cái gì? Là dùng vào vị thuốc bổ. Thứ hai nữa là một trong những vị của thuốc chị em phụ nữ sau sinh này. Đấy, chẳng hạn như là vàng da vàng mắt này. Đấy, ăn ngon ngủ ngon này. Đấy nha các bạn nhé. Đây là cái dây dài của nó mình chặt ra. Cái dây này là tiếng Thái là chưa cao dướng đâu. Cao dướng ạ. Cao dướng. Úp tay là cao dướng ạ. Úp tay là cao dướng đó, tay chị ấn gì à? À đó. Đấy là nói về tiếng Thái nha các bạn nhé. Là tiếng Thái. À không mày tê chị ơi. À đấy là cao dướng. Còn tiếng Mường gọi là ca cúp. Đây. Để nhìn nhận cách phân biệt, mình quay chi tiết cho các bạn xem. Đây là cái dây nhỏ của nó này. Đấy, hình dạng là nó có hơi có lông tơ nhám. Đấy, lá đối nha các bạn nhé. Đây. Và cái dây nhỏ ngọn của nó đây. Đây, đây là cái mặt trên của lá và đây cái mặt dưới của lá nhé. Đấy. Ui, hôm nay mình đi vào đúng chỗ rồi nhỉ các bác nhỉ. Đấy, hôm nay mình đi vào đúng chỗ rồi. Đúng chỗ. Đúng chỗ rồi. Có cả dây na rừng à? Không, để cái dây na rừng để quay cho các bạn xem. Chặt mất giờ. Để tí lấy lá luôn. Lá đi lấy cái phải. Đây. Đây, giới thiệu luôn với các bạn, đây là tiếng Mường của chúng tôi gọi là cái đa trục trạc. Đấy, đa trục trạc nha. Đây. Cái hình thù của nó như này này. Đấy. Nó sần sù như này này. Sần sù như này nha các bạn nhé. Đấy. Ui giời, chặt cho nó đỏ. Hôm nay mình đi vào đúng chỗ rồi. Các bác ơi. Hôm nay đi vào đúng chỗ. Bác lấy hết ra đi. Đây đây, còn đây nữa bác này. Đấy. Lấy con ra đi. Hôm nay đúng là mình hành trình lên đây. Thì hành trình lên đây là đúng là còn rừng nguyên sinh nhé các bạn nhé. Đây. Có chứ bác? Vâng. Có âm thảo. Ui, đây còn rừng nguyên sinh này. Hôm nay đi vào đến nơi đây. Để tôi giới thiệu với các bạn cùng biết với chúng tôi nhé, vào rừng nguyên sinh. Đây là một cái cây lim nhé các bạn nhé. Đây. Đấy, để cho các bạn cùng xem này. Đấy, rừng nguyên sinh nó mới có những cái loại cây dây thuốc quý nhé các bạn nhé. Đấy. Để Chiến Thắng giới thiệu với các bác là như thế. Đây này, đây cây lim nha. Đây, quay chi tiết cái gốc cây lim cho các bác xem này. Đấy nhà lên này, đấy. Các bác nhìn rõ không ạ? Đây. Đấy, một cây lim nha. Cây lim này, đấy. Tít ở trên kia cành lá này các bạn nha. Đấy. Cam thảo mà. À đấy, cam thảo đây hả? Đâu? Ui, hôm nay cái tổ mình đi vào đúng tổ rồi. Đây, xin giới thiệu với các bạn luôn là đây là dây cam thảo nha các bạn nha. Đây, cam thảo này. Đấy. Hình dạng nó như này này. Cái lá của nó li ti nhé các bạn nhé. Đây. Đấy. Có thể như các bạn ở trên rừng thì không lạ gì về cây cam thảo này, nhưng các bạn ở miền xuôi và thành phố nhé, có thể là nói về cái dây cam thảo này cũng ít khi người biết. Đây, thuộc dạng nó lá li ti nhỏ, rất nhỏ nhé. Đây, các bạn nhé. Đấy. Đấy, rất nhỏ này. Đấy, thấy chưa? Đấy, cho nên tất cả tôi muốn nói lên đây là các bạn như ở miền xuôi và thành phố, ai có nhu cầu gì nhé, hãy liên hệ ngay với Chiến Thắng và để cho lời bình ở dưới các bạn nhé. Ai cảm thấy hay thì để cho lời bình và like ở dưới. Nếu ai cảm thấy không hay và không ý nghĩa thì xin mời các bạn hãy lướt qua. Thế thôi. Đây, bác trưởng đoàn đây. Làm nước thông Lào đây nha. Bốn mươi là bác là.
Đấy. Đấy, thì mọi chân này, mọi chân này, đi lên xuống. Để giúp bố mình anh bạn, ninh. Đấy, đây đoàn của chúng tôi này. Đấy các bạn nhé. Đây. Đây là cái điếu này, cái điếu và điếu cày nhé. Ở dân Bắc gọi là điếu cày đấy. Không biết các bạn ở miền Nam thì có hay dùng cái thứ này không? Đây bác hút đi. Đấy, tôi giới thiệu với các bạn này. Đấy, đi rừng chỉ có làm cái điếu nữa này nha. Đấy, hút thuốc lào. Chắc các bạn ở miền Nam thì và ở thành phố không hiểu về cái này đâu. Đây có chứ. Cái nhắn này. Có cái túi này này, túi này để túi này để đựng các cái cây thuốc này các bạn nhé. Đây có cả nấm lim nhé các bạn nhé. Nội dung là tất cả các cây cỏ thảo dược. Đấy. Chúng tôi là hành trình đi là hôm nay có cả đoàn 2 4 6 cùng tôi nữa là 7 người nha các bạn nhé. Đấy. Thì hôm nay vào đúng chỗ rồi, vào đúng chỗ gặp toàn như là dây xoắn trái xoắn vải này. Rồi là chọc chạc và bọn em hút điếu đâu anh. Rồi. Và không để mất thời gian quý vị và các bạn nữa, và một lần nữa Chiến Thắng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video clip của Chiến Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau. Vâng, xin chào.